Đã trở lại kênh youtube.com gạch chéo đồ gỗ Đức Hiền. Và hiện nay là buổi chiều ngày mùng 5 tháng 7 năm 2016, và chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ tranh thư quý gỗ hương với kích thước 34 x 120 cm, tức là chiều ngang là 34 và chiều cao là 120 cm, và cái phần ván dày là dày 4,5 cm, đục kênh bong. Như quý vị nhìn thấy đây là bộ tùng cúc trúc mai này, thì là mặt hàng truyền thống của chúng tôi, và đã nhiều năm nay tay nghề của thợ càng ngày càng mượt mà. Và những bộ này thì cái phần mộc lúc xong chúng tôi cũng đã quay lên rồi, nhưng mà nó chưa đậm tả được hết cái vẻ đẹp của nó, cho nên lúc này là đang là lúc hàng đang thành phẩm thì tôi cũng quay lên để báo cáo với quý vị. Và cái ngoài cái đường nét hết sức là tinh xảo, đây quý vị nhìn thế này, những cái chân của các con chim nó nhỏ như là sợi tăm, và các cái cành đục chạm kênh bong rất ghê. Tôi lấy ví dụ đây là một cái tờ giấy tôi đang quay gọn lại, và đây nó có thể chui qua chui lại tự do ở trong cái chành này. Này, rất nhiều các cái vị trí kênh bong, để tôi về cho nó gọn lại chút. Để tiếp tục để đây quý vị nhìn thấy đây, các cái vật thể là cái chui qua tranh giống như những cái bộ trước. Và gần đây nhất là chúng tôi mới chuyển một bộ tranh vào trong Hà Tĩnh cho anh Sơn, và trước đó thì là có hai vợ chồng anh ở đi từ chỗ cầu Máy Lĩnh về, anh ở gần chỗ Trúc Sơn Xuân Mai, là anh cũng về anh lấy một bộ tranh tứ quý như thế này. Và với cái kích thước cơ bản thường là các cái bộ tranh tôi hay làm ngang là 34, còn thì cái bộ tranh mà như bộ tranh trước mắt các quý vị đây là cũng là đang ngang 34 và cao 120 cm, và bốn cái tấm này là đều cùng một gỗ cho nên là vân và màu là rất là đều nhau. Bên này đang là bức hoa cúc, nó ứng với câu thơ Thu ẩm hoàng hoa tử. Thế còn bây giờ cái tấm bên này là tấm trúc. Tấm trúc bao giờ chúng ta cũng cảm nhận được một sự kênh bong rất mạnh mẽ, bởi vì cái cây trúc mà khi được điêu khắc tinh xảo thì nó mỏng manh vô cùng. Đây quý vị nhìn thấy đây, có thể chui qua chui lại bức tranh này, nét na và mỏng manh lắm. Kênh lên và nhìn nghiêng chúng ta tưởng cứ như là dán cái cảnh trúc thật vào đây. Và bên này là cây mai, cũng sự kênh bong tương tự như vậy ở rất nhiều điểm, chỗ nào chúng tôi cũng làm kênh bong hết, và những con chim như là bay ra khỏi tranh. Và chúng tôi cũng có những cái bạn gọi điện bảo anh ơi, tại sao tứ quý lại cứ phải là tùng cúc trúc mai? Vậy thì xin thưa quý vị là tùng cúc trúc mai là nét đặc trưng của Việt Nam mình, là theo quan niệm của các cụ đây là tứ quân tử, là bốn cái cây nó hiên ngang nhất trong bốn mùa. Trong khi đó thì ở Trung Quốc, khi tôi làm hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng của khách Đài Loan hoặc là Đại Lục, thì họ đặt chúng tôi theo cái điển tích là mấy lán chú chỉ, tức là mai lan cúc trúc, nó không có cái tùng, mấy lán chú chỉ. Còn bên mình là tùng cúc trúc mai. Cái tùng là tượng trưng cho mùa đông, cây cúc là tượng trưng cho mùa thu, cây trúc là mùa hạ, và cây mai là mùa xuân. Mà tại sao lại cứ bày thường thường hay bày theo thứ tự? Cũng có khách hỏi tôi là nên bày theo thứ tự nào, thì xin thưa quý vị là chúng ta đang chơi đồ cổ và chúng ta sẽ bày theo lối cổ. Các cụ thường hay bày là xuân hạ thu đông, giống như là chúng ta đọc các cái hoành phi là Đức Lưu Quang hay là Ẩm Ẩm Hà Tư Nguyên đấy, ví dụ như vậy, tức là đọc ngược lại với chữ Quốc ngữ hiện nay. Ví dụ như đây là chữ Hán thì chúng ta sẽ đọc thế này, không đọc là đồ gỗ Đức Hiền nữa, mà đọc là Hiền Đức Gỗ Đồ. Đấy, ví dụ như vậy. Còn hiện nay thì chữ Trung Quốc hiện đại họ cũng viết theo chiều xuôi rồi. K
cái xu hướng chung của toàn thế giới là xuôi. Tuy nhiên đây là những cái tác phẩm nghệ thuật và chúng ta chơi nghệ thuật, chúng ta hoài cổ, chơi lại theo cái lối của các cụ. Cho nên chúng ta bày như thế nào là tùy ý, nhưng mà thường là mọi người hay bày theo như thế này. Và cái phần tranh này thì ý nghĩa cũng như là cái đường nét tinh xảo thì các bộ chúng tôi đều đạt như vậy, cho nên là chúng tôi cũng giới thiệu cũng là tương đối đầy đủ rồi. Và Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hiện nay chúng tôi đang quay tại tầng 2 khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Và xin nhắc lại, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2016 và đây là bộ tranh từ quý với kích thước là 34 x 120 và dày 4,5 cm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.